Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ rơi watch. Và hôm nay đồng hồ rơi watch của chúng tôi review giới thiệu với anh em một mẫu đồng hồ Olympia Star đang có mặt tại hệ thống đồng hồ rơi watch chúng tôi. Và thì như anh em cũng biết rồi, Olympia Star cũng là một thương hiệu đồng hồ rất là nổi tiếng tại thị trường Việt Nam cũng như trên toàn thế giới luôn. Và hôm nay đồng hồ rơi watch chúng tôi review giới thiệu với anh em một mẫu đồng hồ với 3 phiên bản màu khác nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một ngay bây giờ anh chị em nhé. Rồi, trên tay tôi đang là một mẫu đồng hồ rất là chất luôn đây anh chị em này. Mẫu đồng hồ này hiện tại thì đang có 3 phiên bản khác nhau. Một là màu vàng vàng này, màu vàng vàng này, hai là màu đồng mi này, ba là màu bạc. Rồi, như anh chị em cũng đang nhìn thấy, đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế rất là chất luôn. Đây là một dòng đồng hồ Sanemon của thương hiệu OP. Sanemon là gì? Bây giờ tôi sẽ vặn giờ để cho anh em xem là Sanemon nó là gì nhá. Có một số anh em cũng không biết là đồng hồ Sanemon là như thế nào. Thì Sanemon thì có nghĩa là ở cái cọc số 6 giờ đây này là có cái mặt gọi là mặt trăng và mặt trời. Đó, ví dụ là khi mình vặn thời gian nó trôi đi thì cái phần mặt trời này nó sẽ chuyển động cho anh em. Đây này. Ngoài ra mỗi đồng hồ này thì có chức năng là lịch thứ ở cọc số 9 giờ và lịch ngày ở cọc số 12 giờ và có chức năng Sanemon ở cọc số 6 giờ và logo ở cọc số 3 giờ, rất là cân đối với nhau. Mẫu đồng hồ này được thiết kế là bộ kim số này và cọc số này là màu vàng kim, rất là nổi bật trên cái mặt dial màu trắng này. Phần dây cũng được thiết kế rất là lạ mắt và rất là đẹp luôn. Đây là phần khóa của em nó đây. Đây có logo OP đây. Rồi, mã của mẫu đồng hồ này. Mã của mẫu đồng hồ này là OPA 98023 MKSK và giá là 5.590.000. Anh em mua online chúng tôi sẽ sale cho anh em 10% nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ đo cái size mặt của em nó cho anh em xem. Đây, size mặt của em nó là 39.6, gọi là 30-40 đi. Và độ dày của em nó là, độ dày của em nó là 8.4, rất là hợp lý luôn. Nếu mà nói về độ dày của mẫu đồng hồ này thì tôi thấy là rất là hợp lý. Tôi sẽ đeo lên tay để cho anh em xem nào. Đây anh em này, anh em là có cổ tay cứ khoảng tầm 16-17-18 thì đeo mẫu đồng hồ này rất là ok, rất là được luôn. 6-70 cân là đeo mẫu đồng hồ này rất là ok. Đấy, màu vàng lên tay rất là đẹp. Rồi sang đến mẫu thứ hai. Trước mắt anh em đây là một mẫu thiết kế là dây vỏ đờ mi. Dây vỏ đờ mi. Về chức năng của em nó thì cũng vậy thôi. Lịch thứ ở cọc số 9 giờ và lịch ngày ở cọc số 12 giờ. Và có chức năng Sanemon ở cọc số 6 giờ. Logo cọc số 3 giờ. Rất là cân đối luôn. Đây là phần dây khóa của nó đây. Đấy. Size mặt của em nó cũng vậy thôi. 40. Và độ dày là 8.4. Rất là mỏng luôn. Giá của em nó thì có 5, gọi là 5.5 triệu, chưa giảm anh em nhé. Đây anh em nhìn này, lên tay rất là chất luôn này. Đấy, mẫu đồng hồ này thì khỏi phải bàn rồi. Chất liệu là thép 316L, mặt kính sapphire. Quá là chắc chắn và quá bền bỉ luôn. Anh em đã từng đeo thương hiệu OP này thì không phải nghĩ rồi. Đó là một thương hiệu quốc tế được rất nhiều nước nó nhận thương hiệu đồng hồ này. Và em nó được bán tại Mỹ thì anh em cũng biết rồi. Mà thị trường Mỹ thì nó cũng rất là nghiêm ngặt. Thị trường Mỹ này, thị trường Nhật này, nó rất là nghiêm ngặt. Mà thương hiệu OP này còn được bán tại đấy thì anh em cũng không phải lo lắng gì về cái chất lượng của mẫu đồng hồ này nữa rồi. Rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ ba. Thì trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế khá trẻ trung luôn, rất là trẻ trung. Và anh em là cứ khoảng tầm 40 tuổi đổ xuống thì hoặc 17-18 tuổi đổ lên. Đeo mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ là quá chất rồi, quá tuyệt vời luôn. Vâng, đây là một mẫu đồng hồ dây vỏ màu trắng luôn, mặt đai ồ màu trắng sữa, rất là nổi bật này. Ngoài ra thì phần kim số đây là được nung xanh. Đấy, cọc số thì lại là màu bạc, đồng bộ với phần vỏ. Đây là phần núm này, núm này bài đã có logo của thương hiệu này, OP đây. Đấy, phần dây này rất là chắc chắn luôn. Đấy, tất cả đều là thép 316L, mặt kính sapphire. Đấy, chữ sapphire đây anh chị em này, chống xước tuyệt đối cho anh em. Đây phần khóa đây. Đây là phần đáy của em nó này. Đây là phần đáy của đồng hồ đây. Và OP thì được phân phối bởi hai nhà phân phối tại Việt Nam, đó là công ty Thanh Dung và công ty Trường Hoan, hai nhà phân phối tại Việt Nam. Thì ngoài ra mẫu đồng hồ này ở phần đáy thì có các thông số kỹ thuật, có tem chống giả của nhà phân phối và tem của nhà máy sản xuất luôn. Rồi tôi sẽ đeo mẫu đồng hồ này lên tay cho anh em xem nhé.
Rồi anh em này, lên bàn tay rất là đẹp và trẻ trung luôn. Nói về chất lượng thì khỏi phải bàn rồi. Đây tôi sẽ cho nó chạy này. Đấy, lên tay quá khỏe khoắn và quá là năng động mà lịch lãm luôn. Mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ là quá là sang luôn, rất là đẹp, và từ dây đến vỏ và thiết kế bộ mặt số cũng rất là chất luôn. Đấy, rất trẻ trung, rất trẻ trung năng động. Đấy, anh em này rất đẹp luôn. Mã của em nó đây là OPA 98023 MS, giá là 5.290.000 thôi. Anh em mua online thì chúng tôi sale cho anh em 10%, thì cũng còn khoảng tầm 4.700.000-4.800.000 gì đó thôi anh em nhé. Rồi, đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp chính hãng đây anh em này. Đây là một chiếc hộp chính hãng Olympia Star đây. Hộp này là được sản xuất tại Thái Lan nha anh em nhé. Được sản xuất tại Thái Lan luôn. Đấy, một chiếc hộp chính hãng rất là đẹp đây. Và ngoài ra thì đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có cuốn sách bảo hành. Cuốn sách bảo hành của em nó đây. Đây là phần đằng sau để viết các thông số kỹ thuật bảo hành cho em nó. Và ngoài ra thì thương hiệu OP này có các thị trường đây. Đây, có các thị trường đây. Vâng, thương hiệu Olympia Star này thì là thương hiệu của Thụy Sĩ. Đây cho nên là có logo Sheetmate đây này. Sheetmate đây nhé. Ngoài ra thì OP này đang được phân phối bán lẻ tại các thị trường khác nhau đây. Đây, gồm có đây Bangladesh, Hồng Kông này, Trung Quốc này, Đài Loan này, Lào, Pakistan này. Đây, có rất nhiều luôn này. Ở Mỹ này, Panama này, UAE này, Nhật này, Hàn Quốc này, Thái Lan, Việt Nam đây. Địa chỉ bảo hành nhé, bảo hành, trung tâm bảo hành của thương hiệu đồng hồ OP này tại 47 Đinh Tiên Hoàng, Hà quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và đây bán cả ở Ấn Độ này, Malaysia này, Singapore, Myanmar, rất là nhiều các thị trường khác nhau. Còn ngoài ra đến đây có cả tiếng Nhật này, tiếng Tàu, tiếng Tây thì rất là nhiều đây. Đây, tiếng Thái này, có rất nhiều các thứ tiếng hướng dẫn cho anh em sử dụng ở đây. Chế độ bảo hành của thương hiệu đồng hồ OP này được bảo hành 1 năm chính hãng và 5 năm tại cửa hàng giờ watt của chúng tôi. Cho nên là anh em mua OP tại cửa hàng chúng tôi thì anh em hoàn toàn yên tâm, không phải lo lắng gì về hàng nhái, hàng giả cũng như là về giá cả mọi cái nữa. Bởi vì chúng tôi chỉ có bán hàng chính hãng thôi. Rồi, hiện tại mẫu đồng hồ OP này đang bán tại hệ thống đồng hồ giờ watt của chúng tôi đây. Có địa chỉ này tại tầng G trung tâm thương mại The Garden này, đường Mỹ Trì, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội này. Tầng hầm Bixi Savico Long Biên này. Đó, số 7, số 9 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Đấy, anh em nào ở gần đây thì có thể qua trực tiếp để đeo thử anh em nhé. Còn nếu anh em nào ở xa thì có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại hotline đây để chúng tôi kết bạn Zalo với anh em để mà gửi sản phẩm cho anh em. Đấy, ngoài ra thì giờ bắt chúng tôi có cả website đây, anh em có thể lên website để tham khảo những mẫu khác nữa, cũng có rất nhiều anh em nhé. Rồi, trên 3 mẫu đồng hồ tuyệt vời này thì anh em xem là ưng được mẫu nào thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại hotline Zalo trên màn hình để sở hữu em nó anh em nhé. Vâng, anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giới mắt của chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Rồi, bây giờ thì tôi xin kết thúc video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.